Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 2 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Trong chương trình gala chào xuân 2021, công ty Nam Dược Triệu Ngọc Hòa đạt chứng nhận thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm với mong muốn bảo tồn và phát huy các bài thuốc nam cổ truyền của người Dao, Ba Vì và cung cấp cho cộng đồng các sản phẩm thuốc nam an toàn, hiệu quả. Đơn vị kết hợp với Lương y Triệu Thị Hòa, Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì, Hà Nội nghiên cứu các dược liệu do người dân tộc Dao phát hiện, trồng hái để bào chế và cho ra các sản phẩm hỗ trợ điều trị xương khớp, dạ dày, máu nhiễm mỡ, tiểu đường, huyết áp, sỏi thận mang thương hiệu Triệu Hòa. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp thêm cùng các giáo sư, tiến sĩ chuyên về lĩnh vực thuốc nam để nghiên cứu đưa ra thị trường các sản phẩm góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.